Sài Gòn Phim dịch và lồng tiếng Hoa Phim Việt Nam phát hành bộ phim Quyền Thoại Bắt Đầu, người dịch Mã Nhuận Quế, Nguyễn Thị Phúc, diễn viên lồng tiếng Thế Thanh, Thế Phương, Bá Nghị, Quy Hồ, Thanh Bình, Minh Thảo, Ý Nhi. Thần Nhi tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu, người đừng nên biết giả quá. Thọ y này ai cha nhất định phải mai cho Tử Văn. Bởi vì hoàng thượng triệu Tử Văn về đây chúc thọ cho ai gia. Nhưng ai gia thật không ngờ, ngay cả gặp Tử Văn lần cuối cùng ai gia cũng không gặp được, đã âm dương cách biệt. Tử Văn đã chịu chết thai trẫm trong tay người tặc, đây là ý trời, xin mẫu hậu đừng quá thương tiếc đau lòng. Ý trời, ông trời thật khéo đùa với ai gia. Nhớ lại 20 mấy năm trước, ta thật lòng đa tạ ơn trời ban cho ta 3 đứa con ngoan. Chúng đều siêng học, hiếu thảo, hiểu chuyện. Còn nhớ cây dao này không? Hoàng thượng, đương nhiên nhớ rồi, do chúng con làm lúc còn nhỏ. Đã 20 mấy năm rồi. Nhớ năm xưa tiên đế chinh chiến bên ngoài Triền Miên, trong nhà chỉ có ai gia và tân đại cô chăm sóc cho 3 huynh đệ con. Có một đêm nhà ta bị trộm lẻn vào. 3 huynh đệ con dùng trúc làm đao, còn hứa sau này phải bảo vệ mẹ bình an. Bây giờ cuộc sống của chúng ta rất khó khăn, chúng ta vẫn có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng hiện nay chúng ta đã là hoàng tộc cao quý, ngược lại phải cách biệt âm dương với Tử Văn. Mẫu hậu, vừa rồi ai gia gặp Tử Kiên chỉ nhìn nhau đẫm lệ. Cái chết của Tử Văn, ai gia không muốn truy cứu ai đúng ai sai. Nguyện vọng duy nhất của ai gia chính là hy vọng khi ai gia lâm chung còn có Tử Kiến là người có thể để tang cho ai gia. Mẫu hậu, đây là hy vọng nhỏ bé nhất của ai gia. Xin hoàng thượng cho Tử Kiến một con đường sống đi. Người hứa với ai gia đi. Mẫu hậu, nhi thần không dám nhận, xin mẫu hậu đứng lên. Người hứa với ai gia đi, ai gia mới đứng lên. Dạ, nhi thần hứa với mẫu hậu. Nhi thần bảo đảm, sau này thọ thần của mẫu hậu, tam hoàng đệ đều có thể trở về chúc thọ cho mẫu hậu. Đa tạ, đa tạ hoàng thượng. Tham kiến hoàng hậu. Tham kiến tham vương gia. Tam hoàng thúc. Hoàng hậu, Tử Kiến có một chuyện muốn làm phiền hoàng hậu.
là phiền hoàng hậu giao yên ngựa này lại cho nhị hoàng tổng. Yên ngựa này là của nhị hoàng thúc. Nhị hoàng huynh đã cưỡi ngọc qua thân. Ngay trong ngày nhị hoàng huynh qua đời, không ăn không uống, kêu than suốt đêm, cuối cùng nó đã chết trong chuồng ngựa. Thật không ngờ súc sinh cũng có nhân tính như vậy. Có lúc súc sinh quả thật có nhân tính hơn người nhiều. Đáng thương nhất là nhị hoàng muội, cùng nhị hoàng thúc trải qua không ít sóng gió mới có thể nên duyên cầm sắc, cuối cùng cũng không thể chung sống đến mặt đời. Gia nhân tại diễn đạo, thiếp thân cô thân đan, quan hội nan ngộ, chi lan bất trọng dinh. Hy vọng nhị hoàng tẩu không đau buồn, cho nên yên ngựa này giao lại cho nhị hoàng tẩu giữ làm kỷ niệm. Được, lát nữa ta sẽ sắp xếp nhị hoàng muội và đình đình đến ngôi nhà tổ ở Chân Gia, ở Trung Sơn Vô Cực nương nhờ nhị ca ta. Âu Thuyền, họ có thể sống những ngày tháng bình lặng. Tôi kiến coi như đã hoàn thành một tâm nguyện. Tâm hoàng thúc, từ nay hoàng thúc tính sao? Lần này trở về Nghiệp Thành, đúng ra là chúc thọ cho mẫu hậu, không ngờ biến thành để tang cho nhị hoàng huynh. Chờ xong tang lễ của nhị hoàng huynh, tôi kiến lập tức trở về Trần Lương. Từ nay phải chăm sóc tốt cho Miêu Nhi. Hoàng hậu, gần đây sức khỏe của mẫu hậu rất yếu, sau này làm phiền hoàng hậu chăm sóc giùm. Tam hoàng thúc có thể yên tâm điều này, thái hậu là mẹ chồng của ta, ta nhất định phụng dưỡng chu đáo. Thật ra người tự kiến lo lắng nhất chính là hoàng hậu đó. Bên vua như bên hổ, nụ cười của người khơi lại ý theo vô bờ của đệ, giúp đệ thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà chỉ sợ phạm phải oai trần, đến cuối cùng sẽ trách tội hoàng hậu thôi. Hoàng thượng rất trọng sĩ diện, hơn nữa còn có Nhụy Nhi, hoàng thượng sẽ không làm khó ta đâu. Ngược lại hoàng thúc không nên ở lâu, sớm ngày thu dọn hành trang. Tự kiên có thể đem đi, chỉ có nụ cười đẫm lệ của hoàng hậu thôi. Sợ rằng suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại. Mọi chuyện quá khứ đã tan theo mây khói, khó lòng quay lại, hà tất gì ghi nhớ mãi. Tuy đời có ngày tận, hận không theo ý mình. Nhất điểm linh tay của hoàng thúc cuối cùng cũng trở về. Tính của hoàng thúc trung hậu nhân ái, dướng vào tranh đoạt quyền lợi, tranh đoạt ngôi vị, không hợp với bản tính của hoàng thúc. Đây cũng chính là điều Tử Kiến đã lo lắng đắn đo trong bao nhiêu năm qua. Bây giờ chứng minh con đường này không hợp. Danh lợi địa vị như là cái bóng trong nước, chỉ có con đường văn học mới có thể làm cho hoàng thúc trở thành cây đèn sáng trong đêm, không những soi sáng gần xa, còn là nơi bình an lập nghiệp của hoàng thúc. Ngày ấy tiên đế cũng đã từng nói, chưa trải đau buồn không thành thơ văn. Sự từng trải bao năm của Tử Kiến chính là ý thơ tốt nhất khi mai sau cầm bút. Nhưng mà cái giá phải trả quả thật là quá lớn. Đời người vốn không bao giờ như ý muốn, mất đi cái này có lại cái khác. Ơn trên ban cho hoàng thúc tài hoa vô tận, hoàng thúc đừng bao giờ phụ ân tình này của ơn trời. Mai sau cho dù chúng ta mỗi người một phương, chỉ cần hoàng thúc có tác phẩm mới thì ta biết gần đây hoàng thúc vẫn khỏe, trong lòng của ta sẽ cảm thấy được an ủi. Mặc nhiên hoàng hậu, tôi kia hứa với người, sau này sẽ cố gắng sáng tác, dùng tác phẩm làm cầu liên lạc giữa chúng ta, thông báo sự bình an. Tham kiến hoàng thượng. Được rồi. Chuyện gì làm hoàng thượng tức giận? Vừa rồi trẫm đã coi lại các tình báo từ dân gian tụ tập về, mới biết trên dưới trong Nghiệp Thành đều đang nghêu ngao một bài hát vô cùng dở dẫn. Chữ đầu thơ thức bộ thành, yên nhiên tứ ức cựu tình. Tại sao đồn đại ra ngoài nhanh như vậy? Tiếp theo còn quá đáng nữa kìa. Xuất tử già tư thân đính, chuyện đó lâu rồi mà còn nhắc lại nữa. Châu thay kết thối chúc thành, thức tinh tử mang tư tình, không hoài hận thúc tổ tình. Tại sao những người đó lại có thể nói bậy chứ? Không thể nói như vậy đâu nương nương.
khi thái tử Nhuệ ra đời vô cùng mạnh khỏe, có giống là Thất Tinh Tử đâu. Còn nữa, mọi người đều nói đôi mắt của thái tử rất giống Tam Dương gia đó. Tăng Du, em không thể ăn nói lung tung, những chuyện không có căn cứ thì không thể tin tưởng. Xin hoàng thượng bớt giận. Nếu không có lửa, làm sao có khói? Nhưng theo những gì thần thiếp biết được, trước khi hoàng hậu thành thân với hoàng thượng, đã đem tất cả những vật kỷ niệm chôn hết bên cạnh lăng mộ của Lưu Cơ để chứng tỏ các đứa tình cảm với Tam Hoàng Thúc. Hả? Thì ra những vật chôn ở dưới đất là tín vật định tình hả? Ôi, coi ra tro tàn có thể cháy lại, tình cũ cũng có thể hàn gắn lại. Em còn anh nói lung tung nữa, bố cô sẽ tát miệng đó. Tăng Nhu, người biết được chuyện gì, lập tức nói đi. Dạ, hoàng thượng. Lúc trước dưới chân của nô tỳ nổi mụn, nên nô tỳ lên núi hái thuốc. Không ngờ nô tỳ nhìn thấy hoàng hậu ở sườn núi. Nô tỳ thấy một mình hoàng hậu ở trước mộ của Lưu Cơ, cứ đào cứ bới. Sau đó đào bới lên một cái gói gì đó. Hoàng hậu vừa nhìn vừa khóc. Bây giờ nghe nương nương nói như vậy, chắc chắn là tín vật định tình của hoàng hậu và Tam Dương gia. Tăng Nhu, chuyện này thật chứ? Nô tỳ không dám nói láo. Em có nhìn kỹ càng không? Nói không chừng hoàng hậu thật sự chỉ đến bái tế cố nhân thôi. Bài văn của đại nhân quả thật rất tuyệt vời, từng câu một đều làm cho hoàng thượng long nhan phẫn nộ. Cũng nhờ Quách Phi nương nương cung cấp tin tức chính xác hữu hiệu, cộng thêm sự dĩ tội diễn xuất y như thật của Tăng Nhu, hoàng thượng mới tin tưởng không nghi ngờ. Nô tỳ chỉ biết nghe theo lời chỉ dạy của đại nhân, quan trọng nhất chính là nương nương của chúng ta được toại nguyện. Quả thật với quyền tướng tài không có lính yếu. Cũng nhờ có đại nhân tại cung điện để ý nhìn thấy chân mật mỉm cười với Tào Thực, tràn đầy tình cảm, chúng ta mới có cơ hội tô đậm sự việc này. Tấn công nói giữa chân mật và Tào Thực có tư tình. Tiếc nghĩ không bao lâu nương nương sẽ có thể đăng lên địa vị hoàng hậu. Đại nhân cũng không cần phải lo lắng, chân mật sẽ lấy thủ cấp của ngài. E rằng không bao giờ cho hoàng hậu có cơ hội này. Nhưng mà giai đoạn quan trọng nhất chính là hoàng thượng có đến lăng mộ của Lưu Cơ đào vật kỷ niệm của chân mật không? Tiền đế bản tính đa nghi, có câu cha nào con nấy, sao hoàng thượng có thể chịu đựng sự nghi ngờ mà không đi đào lên để coi thử chứ? Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng. Sao hoàng thượng ngự triều xong sớm quá vậy? Hoàng hậu không muốn nhìn thấy trẫm à? Vừa rồi nàng đi đâu vậy? Thần thiếp dạy thái tử học hành. Vậy sao? Trẫm tưởng rằng nàng đi hẹn với người tình cũ chứ. Nếu như hoàng thượng có điều gì bất mãn về thần thiếp, có thể trực tiếp chỉ ra, đừng ác ý tổn thương thiếp. Nàng hãy mở to mắt ra nhìn cho kỹ, trong túi thơm này đựng cái gì? Đọc lớn tiếng cho trẫm nghe. Sao? Đọc đi. Không muốn đọc cho trẫm nghe à? Hay là chờ tử kiếm qua đây mới chịu đọc? Hoàng thượng nói như vậy là có ý gì? Nhất tịch hoang du, mộng doanh hồn nhu, tiêu thụ thư sinh. Ý nghĩa trên này, ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng biết là nói gì chuyện lăng nhăng giữa nàng và tử kiến rồi. Nàng còn gì nói nữa không? Đoạn thơ văn này không phải do thần thiếp viết. Túi thơ thi hoa thủy tiên mà hoàng hậu thích, còn chữ là nét chữ thanh nhã của hoàng hậu. Hoàng hậu còn muốn phủ nhận à? Cách thêu hoa thủy tiên của thiếp và nét chữ của thiếp không có gì đặc biệt. Có người muốn giá quà cho thiếp. Được. Hoàng hậu hãy cho ta biết những vật này có phải thuộc về hoàng hậu không? Hoàng thượng, người không hề tôn trọng thiếp, tại sao lại đào lên những vật kỷ niệm của thiếp? Chính vì nàng sợ ta đào túi thơm hoa thủy tiên và thơ tình lãng mạn lên. Người thật quá đáng. Người quá đáng chính là nàng. Ngay đại điện, nàng và tử kiến nhìn nhau say đắm, mắt không rời nhau. Thiếp chỉ không muốn tử kiến chết quan, càng không muốn đôi tay của tử hoàng lại đẫm máu nữa. Đương nhiên, nếu như tử kiến chết thì hoàng hậu sẽ đau như bị dao cắt. Nhưng mà nàng đâu biết, nụ cười của nàng dành cho tử kiến đối với trọng ví như là ngàn cây dao đâm vào trái tim trọng. Trọng là vua của một nước, cai quản mọi chuyện trong thiên hạ. Bao nhiêu năm qua, trọng không ngờ không chiếm được trái tim của nàng, ngay cả thể xác nàng cũng không nguyên vẹn.
Hoàng thượng, đêm động phòng quả thật thiếp vẫn còn trong trắng, người hiểu rất rõ mà. Thực chất đêm đó trọng uống quá say. Bây giờ vì cứu Tử Kiến, nàng đã kinh động linh vị của tiên đê, liều chết xông vào điện, còn có dán đây ngoài được là những tâm giấy giết hai người tư thông, còn những câu thơ tình tràn đầy yêu thương này không đến phiên trọng không tin. Nếu muốn buộc tội nói sao cũng được, thần thiếp thực sự không thẹn với lòng. Nàng còn có lương tâm hay sao? Thực chất bấy lâu nay nàng vẫn chưa quên Tử Kiến. Trẫm nghi ngờ Duệ Nhi không phải là con trẫm. Hoàng thượng, quả thực Duệ Nhi là con ruột của người, điều này tuyệt đối không thể hiểu lầm. Hiểu lầm? Giữa ta và nàng quả thật có rất nhiều hiểu lầm. Bấy lâu trẫm yêu nàng, nghĩ rằng một ngày nào đó trái tim hoàng hậu sẽ trở về bên cạnh trẫm. Hoàng hậu đã từng nói với trẫm, tình phu thê giữa chúng ta đã hết. Nhưng mà trẫm vẫn nghĩ, chưa nhất thời hoàng hậu nóng giận, nhưng mà không ngờ là lời nói thật. Bây giờ trẫm sẽ cho nàng toại nguyện. Mẹ từng nói đệ có dấu bớt kim ấn hộ thân, nhất định sẽ không sao đâu. Vương quan, thăm kiến hoàng thượng. Vương quan, chắc cầu giúp con đi. Tránh ra! Trên tay của Nhụy Nhi có dấu bớt hình rồng, so với dấu bớt trên tay của Tử Kiến hầu như là giống y như nhau. Cộng thêm bài thơ tình vớ vẩn khốn kiếp kia, trẫm nghi ngờ Nhụy Nhi là nghiệt tử của Tào Thực. Tai không nghe lầm, mắt thấy không hiểu lầm. Lời đồn trong dân gian, thơ tình tại mộ Lưu Cơ, cộng thêm dấu bớt của Hoàng Thúc và Thái Tử, quả thật làm cho người ta kinh ngạc. Trớ trêu lại làm người ta không thể không tin, không thể không nghi. Trẫm nhức đầu quá, vô cùng rối loạn. Khanh cho rằng trẫm nên làm gì đây? Sự việc quan trọng, quả thật hạ thần không dám góp ý. Nhưng trong 10 năm qua, hoàng thượng cùng hạ thần trải qua bao khó khăn, dẹp bỏ trở ngại, mới có sự nghiệp như ngày hôm nay. Nếu thái tử không phải con vua, chẳng khác nào dọn sẵn cho người ta ăn. Tôi nói không thể. Tất cả hành vi của Mật Nhi quả thật làm trẫm vô cùng đau lòng. Ngai vàng hoàng tộc trong như ngọc trắng, không thể ô nhiễm. Trẫm đã biết phải làm gì rồi. Truyền từ quan. Nhụy Nhi, con có biết tại sao phải thả đèn nước không? Con nghe mẫu hậu dạ, ấu thừa chuẩn bị đèn nước, liền hỏi rõ nguyên nhân. Ấu thừa tỉ tỉ nói là để tế các dâm hòm. Thái tử gặp chuyện gì không hiểu không biết, nhất định tìm hiểu đến cùng. Tinh thần tìm hiểu này là đúng đó. Nhụy Nhi, năm con ra đời, ông nội con và Tôn Quyền giao chiến tại Xích Bích, thua thê thảm, bị trái Tàu liên đoàn. Mười mấy vạn binh tướng đã tử vong. Vậy có nhiều trẻ em bị mất cha rồi. Đúng vậy, những cô nhi mất đi tình thân quả thực rất đáng thương. Binh tướng cách biệt âm dương đối với người nhà cũng rất tội nghiệp. Cho nên mẫu hậu đã cho xây tích từ gì để chăm sóc những cô nhi đó. Đèn nước là để dẫn đường cho những trong hòm hy sinh. Nhụy Nhi con rất hiểu chuyện. Nhụy Nhi trưởng thành rồi muốn làm gì? Con trưởng thành sẽ làm một hoàng đế tốt, yêu thương chăm lo cho dân gian. Sau này không cần đánh giặc, không cần phải chết nhiều người tốt nữa. Tốt quá. Nhụy Nhi con có tấm lòng yêu thương người khác, vậy mẫu hậu có thể yên tâm rồi. Hoàng hậu, hồi chiều nô tỳ nhìn thấy hoàng thượng nổi giận với thái tử, trong cung lại đồn đại sẽ phế hoàng hậu và thái tử, chuyện này có thật không vậy? Tham kiến hoàng hậu thái tử. Hoàng thượng có chỉ. Được rồi Ấu Tuyền, đưa thái tử về nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu, nô tỳ lo lắng. Em chỉ cần thay ta chăm sóc cho Nhụy Nhi thật tốt,
Còn những chuyện khác bổn cung tự biết xử lý. Hoàng hậu, nghe lời đi. Nô tỳ cáo lui. Mẫu, con cáo lui. Nguyễn Nhi, mẫu hậu cái gì căn dặn? Con ngoan của ta, sau khi lớn khôn nhất định phải siêng năng học hành, là một vị vua tốt. Con có biết không? Con biết mà. Ngoan, theo Ấu Thuyền về đi. Hoàng hậu, hoàng thượng ban rượu. Bổn cung biết rồi. Kính gửi hoàng đế đại nguyện. Hoàng thượng vạn phước kim an, xin trời chứng giám. Tấm lòng thần thiếp sáng như nhật nguyệt. Nếu như cái chết có thể giữ được thanh danh của thần thiếp, lấy máu bảo vệ sự trong sạch của Nhụy Nhi, thần thiếp cam tâm. Mong hoàng thượng bảo trọng. Thần thiếp chân mật tuyệt bút. Hoàng Nhi. Mẫu hậu. Tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu đâu? Ai gia kêu đại phu làm một hộp thuốc cho Nhụy Nhi, muốn dạy hoàng hậu phương pháp cho thái tử sử dụng thuốc. Là thuốc gì vậy? Tháng trước Nhụy Nhi từ trên cây té xuống đất, vết sẹo ở tay càng ngày càng đậm. Ai gia sợ để lâu sẽ làm độc. Trên tay của Nhụy Nhi là vết thương, không phải dấu bớt à? Trên tay Nhụy Nhi làm gì mà có dấu bớt chứ. Mỗi ngày người phải lo ngàn việc, chuyện nhỏ như vậy đương nhiên là người không biết rồi. Mật Nhi, Mật Nhi. Hoàng Nhi. Dật tác ẩn ác ư âm thức, cương chiêu âm khiển ư thần minh. Xin trời Phật phù hộ, Nhụy Nhi trở thành minh quân. Tam hoàng thất. Tam nhân gia, thái hậu đâu? Nô tỳ có chuyện gấp cần tìm người. Thái hậu không có ở đây, có chuyện gì quan trọng? Có lẽ hoàng hậu xảy ra chuyện rồi. Tham kiến Tam nhân gia. Mật Nhi, tàu có uống chung rượu đó không? Loạn thế đào hoa trục thủy lưu, nếu dùng tính mạng của ta có thể chứng minh Nhụy Nhi trong sạch, có chết cũng không sao. Tàu uống rồi, tàu đã uống chung rượu độc rồi à. Ta muốn Nhụy Nhi mai sau trở thành minh quân, tuyệt đối không thể vì ta mà bị phế bỏ. Cho nên tẩu đã cam tâm uống chung rượu độc này. Ta không muốn Nhụy Nhi biết được người xử tử mẫu hậu của nó là hoàng thượng. Ta cũng không muốn Nhụy Nhi hận hoàng thượng, phá hỏng tình cảm giữa cha con họ. Càng không muốn để người trong thiên hạ biết hoàng thượng nhẫn tâm như vậy.
Cho nên chính tay tẩu rửa sạch sẽ chung rượu độc này. Mật Nhi, Mật Nhi, Hoàng thượng, tại sao người nhẫn tâm quá vậy? Hoàng thượng, Nghệ Nhi thật sự là cốt nhục của người. Mật Nhi có thể thề giữa trời đất. Trọng, Trọng tin rồi. Mật Nhi đừng có rời xa Trọng. Nếu người không trân trọng Mật Nhi, tại sao ép cô thành thân với người? Mật Nhi, Trọng thật lòng yêu thương Mật Nhi. Chẳng qua nhất thời lu mờ lý trí mới tạo nên lỗi lầm ngày hôm nay. Là Trọng đáng chết, là Trọng đáng chết. Mật Nhi không trách hoàng thượng. Mật Nhi, chỉ trách trời trêu con người. Hoàng thượng phải đối xử tốt với Nhuệ Nhi. Hy vọng cái chết của Mật Nhi có thể hóa giải sự tranh đoạt giữa hai người. Mật Nhi, đừng mà, đừng mà Mật Nhi, đừng, ta giáng sinh nè, đừng mà, Mật Nhi. Mật Nhi, Mật Nhi, Mật Nhi, Mật Nhi. Mật Nhi, Mật Nhi, Mật Nhi. Hoàng hậu thật sự rất đoan trang cao quý. Đáng tiếc trời bạc đãi hồng nhan, đành phải cùng nhau khóc than. Tham kiến Quách phi nương nương. Bốn cung muốn từ biệt với hoàng hậu. Hai người ra ngoài đi. Nô tỳ cáo lui. Hoàng hậu, có phải tỷ nói không nhường muội dù một bước sao? Cuối cùng cũng để Quách nữ hoàng này thắng rồi. Địa vị hoàng hậu của tỷ, còn thái tử mà tỷ yêu thương nhất, tất cả đều thuộc về Quách nữ hoàng này. Tỷ nói tỷ không cam tâm, muội biết. Nhưng mà những ân oán xích mích giữa chúng ta không cần thiết để cho người khác biết được. Vào ngày đại liệm của tỷ, muội sẽ dùng gạo nhét đầy miệng của tỷ, để tỷ không có cơ hội tố cáo với Diêm Vương. Rồi dùng tóc của tỷ che mặt lại, để tỷ không còn mặt mũi gặp ai. Nương nương, chị ta kêu em làm, em làm đến đâu rồi? Hoàng hậu vừa mất, Ấu Thuyền đã không trở về thẩm cung nữa. Nô tỳ đã phái bốn tay thái giám tin cậy đi khắp nơi để tìm ả rồi, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện ra tung tích của ả. Con nha đầu này quả thật khôn ngoan, nhưng mà ngay cả chủ nhân của ả vẫn không là đối thủ của ta, làm sao ả chạy thoát được? Nếu tìm được Ấu Thuyền thì giết ngay. Dạ. Hoàng hậu, người sống không thác thì nhất định phải ghi nhớ năm xưa Quách hoàng đã từng thề là nguyện chết cùng tháng cùng năm. Quách hoàng, lời thề của người nhất định sẽ ứng nghiệm. Hôm nay con chân mực, con Quách hoàng kết nghĩa kim lan, trời đất làm chứng, không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tàn Du, em ngồi xuống đi. Dạ. Tàn Du à, em vì Quách nữ hoàng tận tâm tận lực nên mới được thành công như hôm nay. Quách nữ hoàng nhất định kết nghĩa kim lan với em, có phước cùng hưởng. Nô tỳ không dám đâu. Em đừng từ chối nữa, cầm lấy đi. Uống chung rượu này rồi là khẳng định tình tỷ muội giữa chúng ta. Đa tạ tỷ tỷ. Cây trâm này là tính vật kết nghĩa giữa chúng ta. Bốn cung đã đổi tên là Quách nữ hoàng. Còn cái tên Quách hoàng ta ban cho muội đó. Cái tên Hoàng hoàng là một cái tên rất hay. Được, từ nay muội sẽ tên là Quách hoàng, còn tỷ tỷ là Quách nữ hoàng. Quách hoàng của ngày xưa nếu không gặp được chân mật
làm gì có sự vinh quang như hôm nay. Vậy Quách Hoàng hôm nay nếu không được tỷ tỷ cứu giúp, chẳng qua chỉ là con bé ăn xin đầu đường xó chợ Hứa Đô, làm gì được phú quý như bây giờ. Khi Quách Hoàng ngày xưa và dân mật kết bái, có lời thề Kim Lan. Lời thề là tuy không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tỷ tỷ hồng phước tề thiên, yên tâm đi. Đương nhiên bổn cung yên tâm rồi, vì bổn cung đã đổi tên là Quách Nữ Hoàng, còn muội mới là Quách Hoàng. Nếu như có quả báo sẽ do Quách Hoàng gánh chịu. Tại sao bụng của muội đau quá vậy? Trong rượu có bỏ thuốc độc. Tại sao? Tôi đã vì nương nương làm bao nhiêu chuyện, tại sao bà phải giết tôi? Quách Hoàng ngươi có thể chết vì bổn cung là vinh hạnh của Quách Hoàng ngươi. Không phải ngươi từng nói tình nguyện chết vì bổn cung sao? Uổng cho tôi đã trung thành với bà, không ngờ bà. Đúng rồi, ngươi phải vì bổn cung thu xếp mọi chuyện sạch sẽ. Lỡ như hoàng thượng có truy cứu, cũng có Quách Hoàng ngươi chịu tội. Cũng không uổng công ngày ấy bổn cung đã cứu ngươi từ trong vũng bùn nhơ nhuốc ở Hứa Đô vậy đây. Tử Kiến, hôm nay cách biệt, mẫu hậu không biết bao giờ mới có thể gặp lại con. Mẫu hậu đa phước đa thọ, hai mẹ con ta sẽ có ngày trùng phục thôi. Hoàng đệ, cái gối kim lâu ngọc đái này do đệ tốn công lệnh cho thợ làm ra, cũng là di vật của hoàng hậu. Bây giờ trẫm giao nó lại cho hoàng đệ để đệ làm kỷ niệm. Hoàng thượng, mẫu hậu, hoàng thượng, Tử Kiến xin phép cáo từ. Hoàng đệ, bảo trọng. Hoàng thượng, bảo trọng. Hoàng thượng, bổn thị đồng căn sinh, tương tiên hạ thái cấp, có phải là trẫm nhận tâm quá không? Người khôn bày mưu theo thời, người ngu làm việc nghịch lý. Sở dĩ Tam Dương gia thua thê thảm như vậy là vì ngày ấy không biết thuận theo thời thế. Hoàng thượng đã nhìn thấy nét mặt suy tư ôm gối của ngày ấy, định sẵn ngày ấy u sầu suốt đời. Hạ thần đề nghị hoàng thượng tặng gối kim lâu ngọc đái cho ngày ấy, là muốn ngài ấy mãi mãi sống trong nỗi đau thương, không bao giờ có thể uy hiếp được hoàng thượng. Kinh Quy à, sông núi nơi đây đẹp quá. Đây là nơi nào vậy? Là Lạc Thủy đó. Lạc Thủy, nữ thần Lạc Thủy là thê tử của Hà Bá. Đáng tiếc Hà Bá không tốt, Lạc thần nặng tình với hậu nghệ. Nhưng tại sao Lạc thần phải bị trời phạt? Ngược lại Hà Bá và hậu nghệ có thể tồn tại trên đời. Như vậy đối với Lạc thần quả thật quá bất công. Lạc Thủy thần tiên,
cung kính hoàng hậu đương đương thiên tuế, thiên thiên tuế. Thiên hạ chia ba, Ngụy, Thục, Ngô ba nước trị vì. Sau đó văn đế Tào Phôi dời đô về Lạc Dương. Tào Phôi tại vị 7 năm, lấy hiệu là Văn Dương Đế, truyền ngôi cho thái tử Tào Nhuệ, sử tôn Ngụy Minh Đế. Quách Nữ Hoàng đăng ngôi hoàng thái hậu. Từ Mã Ý quyền cao chức trọng, rất được trọng dụng. Hoàng thượng giảng thuế, thái hậu thiên tuế. Hoàng thượng, thái hậu phụng giá đến. Ngân thượng, ai gia vừa mới uống thuốc, vô cùng bất an. Tại sao người cương quyết triệu ai gia đến đây? Có một cố nhân từ xa đến đây muốn gặp mẫu hậu. Là ai vậy? Ra đi. Tham kiến hoàng thượng, thái hậu, Vạn Phúc, Kim An. Người phụ nữ đó là ai vậy? Thái hậu, sao chưa gì người đã qua mắt rồi? Ngay cả nô tỳ của chân hậu, tỷ muội Kim Lan của người là Ấu Thuyền cũng không nhận ra nữa. Ấu Thuyền là ngươi? Ấu Thuyền ngày đêm cầu xin trời Phật phù hộ, phù hộ thái hậu sống lâu trăm tuổi, để đích thân tôi có cơ hội đa tạ tất cả những gì người đã làm cho chân hậu. Gầm miệng đi. Hoàng thượng, người đừng bao giờ tin lời sạm tấu của ả Ấu Thuyền này. Mẫu hậu không cần tức giận. Trẫm đã lệnh cho người mở áo quan dọn dẹp hài cốt của thân mẫu. Phát hiện miệng thân mẫu bị nhét gạo, tóc rối che mặt, tình hình y như Ấu Thuyền nói, người đừng hòng chối cãi. Hiện nay ai gia bệnh tật triền miên, sống cũng như chết. Hoàng thượng hay niệm tình bao năm qua, ai gia tận tâm chăm sóc hoàng thượng, xin hoàng thượng lệnh thái y kết liễu cuộc đời của ai gia. Xưa nay trẫm hiếu thảo, sẽ lệnh thái y cố gắng chữa trị cho mẫu hậu, để kéo dài mạng sống của mẫu hậu. Tóm lại mẫu hậu sống sẽ bị bệnh tật hành hạ, chết sẽ bị gạo nhét đầy miệng, để người có miệng cũng không nói được. Dùng tóc che mặt, để người không còn mặt mũi gặp ai. Dùng gậy ông đập lưng ông. Trần Lưu Dương tấn kiến. Tham kiến hoàng thượng. Tam hoàng thúc không cần đa lễ. Trẫm đang ở đây thưởng thức vạn ngôn thư bàn luận việc nước của tam hoàng thúc. Đề nghị của hoàng thúc vô cùng tốt, tất cả đều là lời đề nghị tốt lợi dân lợi nước. Hạ thần tình nguyện trong những năm tháng còn sống góp sức cho hoàng thượng. Nhưng mà có một chuyện càng quan trọng hơn. Từ Mã Ý người này có giả tâm rất nhiều. Ngay cả thái thượng hoàng quốc kỷ người này, e rằng y sẽ làm Ngụy Thất lung lay. Hoàng thượng không thể giữ người này. Bắt đầu từ thời của tiên hoàng, Tư Mã Ý đã tận tâm tận lực, bấy lâu cố gắng đã kích Lưu Bị Tôn Quyền, nên mới có cục diện an định như hôm nay. Hoàng thúc chỉ hiểu lầm về Tư Mã đại nhân thôi. Nhưng mà ngày trước khi chân hậu còn sống, chính miệng người đã nói với hạ thần, tiên hoàng đã xử tử Tư Mã Ý. Nhưng sự thật không có như vậy, cho thấy người này rất lợi hại. Hoàng thúc, quả thật trẫm không muốn nhắc lại chuyện của mẫu hậu. Phải biết rằng nhân ngôn khả quý. Là hoàng thúc, trẫm biết hoàng thúc có lòng là đủ lắm rồi. Tuổi của hoàng thúc đã cao nên hưởng thụ tuổi già. Trẫm sẽ giảm thuế má Trần Lưu 3 năm. Hoàng thúc hãy trở về Trần Lưu để an hưởng tuổi già đi. Theo hoàng thượng nói, có nghĩa là tin vào lời đồn tướng hạ thần và chân hậu có gián tình với nhau. Hoàng thượng nghĩ như vậy, quả thật đã bôi nhọ thanh danh cả đời của chân hậu, cũng hạ thấp nhân cách của hạ thần. Hoàng thúc xin đừng tức giận. Trẫm rất hiểu tâm trạng của hoàng thúc, trẫm không trách hoàng thúc đâu.
Nhưng ý trẫm đã quyết rồi, đổi thị thân. Hạ thật cao lui. Hạ thần tham kiến hoàng thượng. Tư Mã Khanh gia, Tam hoàng thúc quả thật là một nhân tài hiếm có trên đời. Hoàng thượng thánh minh, bây giờ thiên hạ chia ba, chúng ta nhất định phải mua chuộc lòng người mới có thể cường đại quốc thế. Nếu để Tam Dương gia vào triều làm thần, lời ra tiếng vào sẽ bôi nhọ danh tiếng hoàng thượng, chúng ta tuyệt đối không gánh vác nổi. Hoàng Lai thử kinh xuân phục đông, khắc đáng phù sinh tổng thị không. Kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tầng tại thủ trung. Quan giả không, hậu giả không, tận thị khổ trái hận vô cùng. Thê giả không, tử giả không, hoàng tuyền lộ thượng bất tương phùng. Là Mật Nhi dẫn đường tử kiến, không ai có thể chia cách chúng ta. Cả đời Tào Tháo đa nghi, nhưng mà nhận xét chính xác về Tư Mã Ý. Trước khi Tào Tháo chết đã từng phán đoán, trong 50 năm nữa Tư Mã Thị sẽ xóa ngụy. Cuối cùng, quả thật Tư Mã Thị đã xóa ngụy vào năm 46, đổi quốc hiệu Tấn.